Từ khi được các cán bộ Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Yên Bái đến tận vườn khảo sát, gắn mã QR code cho 15 cây bưởi, cung cấp mã quét QR code cho 150 quả bưởi. Đối với mỗi cây bưởi cổ thụ được gắn mã quét, việc quảng bá, giới thiệu bưởi của gia đình ông Định đã dễ dàng hơn. Các đơn hàng vì thế cũng nhiều lên so với các mùa bưởi trước. Giáp Tết thì gia đình lại có một cái sản phẩm là bưởi. Khi mà làm xong thế này thì gia đình chúng tôi cũng đã được rất nhiều những khách hàng đã đặt, có những đơn hàng có hàng nghìn quả. Không chỉ vườn bưởi của gia đình ông Định, mà một số vườn bưởi cổ thụ từ 30 năm đến trên 100 năm tuổi ở địa bàn xã Đại Minh cũng đã được Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Yên Bái triển khai gắn mã quét ngay tại cây. Khi mà người tiêu dùng mua một cái sản phẩm của bưởi Đại Minh thì báo cáo có thể quét mã QR, có thể xuất được ra cái thông tin về tuổi cây, về sản lượng quả trên cây và những quả đạt tiêu chuẩn trên cây đã được đưa ra thị trường. Và các hộ thì có trách nhiệm là tự bảo vệ cái thương hiệu của mình. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là người dân dễ dàng check mã truy xuất QR code, tra cứu được thông tin về cây bưởi, quả bưởi đặc sản Đại Minh của huyện Yên Bình. Những thông tin được cập nhật theo thời gian thực, tích hợp trên mã QR, gắn trên sản phẩm, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm bưởi, tránh bị giả mạo mã quét, bưởi không bị pha trộn. Đây là yếu tố quan trọng tạo uy tín cho sản phẩm và niềm tin của khách hàng. Giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh thì nó rất là phù hợp để chúng ta ứng dụng vào để chuyển đổi số, để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp nuôi trồng. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với hàng hóa nông sản. Qua đó, vừa bảo vệ được thương hiệu bưởi Đại Minh, bảo vệ người nông dân và hợp tác xã trồng bưởi, lại vừa bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao được giá trị sản phẩm.